Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông Tấn. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Liên quan đến sự cố sốc phản vệ sau tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Thanh Hóa, sau 3 ngày theo dõi và điều trị, hiện sức khỏe của 9 công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản ổn định. Sáng nay, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã thông tin về chương trình tuần lễ mua sắm trực tuyến và ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2021. Thạnh Mỹ Lợi đang từng bước được phát triển trở thành trái tim của cả khu đô thị sáng tạo phía đông thành phố Hồ Chí Minh với hàng loạt dự án bất động sản đang đổ về. Truyền thông Nhật Bản liên tục phản ánh đậm nét về chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, trong đó tập trung vào cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Việt Nam và người đồng cấp nước chủ nhà. Chương trình xin được mở đầu với các thông tin liên quan tới dịch COVID-19. Liên quan đến sự cố sốc phản vệ sau tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Thanh Hóa, sau 3 ngày theo dõi và điều trị, hiện sức khỏe của 9 công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản ổn định, có thể xuất viện trong vài ngày tới. Theo đó, đến sáng ngày 26 tháng 11, cả 9 trường hợp có phản ứng nặng sau tiêm vaccine được chuyển tuyến xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Hiện sức khỏe đã ổn định, đã bỏ được tất cả các thuốc vận mạch. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời của đoàn chuyên gia đầu ngành đến từ Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương trong quá trình cấp cứu, điều trị, xử trí các trường hợp sốc phản vệ sau tiêm vaccine. Ngoài sự hỗ trợ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, của ban ngành, trong đấy có cả sự hỗ trợ của Bệnh viện Bạch Mai, của Bộ Y tế là về hỗ trợ chuyên môn cùng khoa trong cái thời gian điều trị cho các bệnh nhân phản vệ liên quan đến tiêm vaccine. 3 ngày điều trị thì hiện tại thì các bệnh nhân còn lại tương đối ổn định, đã bỏ được tất cả các thuốc vận mạch, bệnh nhân không phải thở oxy và bệnh nhân đã vận động trở lại được, thì các xét nghiệm hoàn toàn trong giới hạn bình thường. Trong một vài ngày tới thì bệnh nhân có thể ra viện. Trước đó, trong tối ngày 25 tháng 11, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa, đánh giá của Hội đồng Tư vấn chuyên môn về nguyên nhân tai biến nặng sau tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Kim Việt, huyện Nông Cống. Theo đó, nguyên nhân của 3 trường hợp tử vong và 1 trường hợp nguy kịch là sốc phản vệ sau tiêm vaccine Verocell phòng COVID-19. Toàn bộ quy trình cấp phát, tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vaccine phòng COVID-19 được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế và chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Hiện Bà Rịa Vũng Tàu đang là một trong những địa phương có số ca mắc COVID-19 cao, có ngày ghi nhận hơn 700 ca mắc mới. Song với việc triển khai các trạm y tế lưu động đến tận các xã, phường, thị trấn để điều trị F0 tại nhà, do đó dù ca mắc mới tăng cao nhưng tỷ lệ tử vong trên tổng số ca bệnh chỉ khoảng 0,6%. Cụ thể là các địa phương đã thành lập các trạm y tế lưu động, mỗi trạm y tế có khoảng 10 người, gồm 2 nhân viên y tế và 8 tình nguyện viên, được bố trí trực 24/24 để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho F0 trên địa bàn. Trước đó, từ tháng 3, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai hàng chục đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Đến nay, Bà Rịa Vũng Tàu nằm trong top 10 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ bao phủ vaccine toàn dân cao nhất nước. Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, từ 18 giờ ngày 24 tháng 11 đến 18 giờ ngày 25 tháng 11, Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận 658 ca mắc mới, trong đó có 417 ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng. Trong 4 ngày từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 11, tỉnh Trà Vinh sẽ tổ chức tiêm phủ vaccine mũi 1 cho toàn bộ người dân cư trú, tạm trú trên địa bàn tỉnh từ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm phòng vaccine COVID-19. Đợt này, ngành y tế tỉnh tổ chức tiêm vaccine tại 6 huyện. Trường hợp người dân ở 3 địa phương còn lại, nếu chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1, có thể đến một trong 6 địa phương trên để được tiêm phòng. Tình hình dịch COVID-19 ở Trà Vinh đang diễn biến phức tạp với số ca mắc liên tục tăng. Từ ngày 20 tháng 11 đến nay, số ca mắc COVID-19 trong ngày của tỉnh đều trên 200 ca. Và tính đến tối 25 tháng 11, tỉnh Trà Vinh ghi nhận 6.703 ca dương tính với SARS-CoV-2. Thưa quý vị, sau thời gian bị chậm tiến độ cấp căn cước công dân do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thì mới đây Công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai trở lại việc cấp căn cước công dân, đồng thời triển khai thêm mô hình lưu động.
và đây là cách làm không mới nhưng lại được nhân dân địa phương đánh giá cao vì đã giúp người dân đỡ phải đi lại nhiều trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Ghi nhận của phóng viên truyền hình thông tấn. Đến tận khu dân cư, hỗ trợ người già, người đi lại khó khăn làm căn cước công dân. Đây là mô hình xe cấp căn cước công dân lưu động của Công an quận Thanh Khê. Mỗi ngày một khu dân cư, xe đến tận các tổ dân phố hay tận nhà dân để hỗ trợ. Đi tận người dân để tìm hiểu và để mà tổ chức làm thực hiện cái căn cước cho công dân. Mà tôi ấy, thì phổ biến là đến tận nhà đó, nhưng tôi nghĩ thôi gần đây tụi mình thôi cứ ra đó xem, rồi tham anh em công an, rồi tham bà con luôn được, thì cũng phấn khởi. Người dân không may bị bệnh khuyết tật như con gái tôi chẳng hạn, tới đây cũng sẽ được làm tại nhà. Tôi thấy đấy là một sự quan tâm rất đúng lúc, đúng chỗ và đặc biệt là tạo thuận lợi rất nhiều trong thủ tục hành chính của người dân. Quận Thanh Khê là địa bàn đặc thù của thành phố Đà Nẵng. Nơi đây có mật độ dân cư tập trung đông, nhiều kiệt hẻm, nên việc triển khai mô hình lưu động vừa có thể kịp thời hỗ trợ cho người dân, vừa tránh thiếu sót và đẩy nhanh hoàn thành công tác cấp căn cước công dân, hạn chót là cuối năm nay. Thuận lợi cái là chiếc xe này cũng vừa, không lớn lắm, nên là mình có thể đi vào những cái kiệt mà đường ô tô vào được, thì tất cả những người dân ở đó họ thấy như thế là họ rất là đồng tình, họ ủng hộ. Và riêng căn cước công dân của công an quận đã đạt trên 90% rồi. Tiến độ cấp căn cước công dân cho toàn thành phố Đà Nẵng đã đạt 85% dân số. Hiện tỷ lệ dân cư còn lại chưa đăng ký chủ yếu là những người lớn tuổi, người đi lại khó khăn, người khuyết tật. Nên mô hình xe lưu động là cách làm hay để đảm bảo quyền lợi cấp căn cước cho mọi công dân. Tại Đà Nẵng, trong ngày hôm nay sẽ diễn ra chương trình kết nối cung cầu Đà Nẵng năm 2021. Chương trình nhằm mục đích kết nối giao thương, phát triển thị trường giữa Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung Tây Nguyên và phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Kết nối cung cầu Đà Nẵng 2021 có sự tham gia của 100 doanh nghiệp, 30 nhà phân phối và 10 giải pháp thương mại điện tử đến từ Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Chương trình trưng bày, giới thiệu và kết nối thị trường cho nhiều sản phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu OCOP. Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc cung ứng kết nối gặp nhiều khó khăn. Để giải bài toán cho điểm nghẽn này trong khâu cung ứng, tại chương trình kết nối cung cầu năm nay, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đưa ra một số giải pháp đẩy mạnh thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến, tăng cường quảng bá và đưa sản phẩm nông nghiệp của các địa phương trong khu vực miền Trung Tây Nguyên lên các sàn thương mại điện tử, đồng thời đẩy mạnh kết nối giữa nhà sản xuất, người kinh doanh và quản lý nhà nước để có chính sách hỗ trợ phù hợp, qua đó giúp xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm của vùng. Chuyển sang một số tin vắn đáng chú ý. Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Nội dung dự thảo thông tư trên cơ sở kế thừa mức thu các khoản phí, lệ phí đã được quy định giảm trong năm 2021. Theo đó, nhiều lĩnh vực được đề xuất giảm lên tới 50%, như giảm 50% mức thu các khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, 50% lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Cục Hàng không Việt Nam vừa đề xuất Bộ Giao thông Vận tải kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện hoạt động vận chuyển hành khách nội địa thường lệ giai đoạn tới. Theo đó, cơ quan này đề xuất tăng tần suất khai thác giai đoạn đường bay Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Cụ thể, từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 12 khai thác với tần suất 16 chuyến khứ hồi một ngày một đường bay, từ ngày 15 đến ngày 31 tháng 12 khai thác với tần suất 20 chuyến khứ hồi một ngày một đường bay được phân bổ cho các hãng hàng không. Các đường bay khác trong thời gian trên được khai thác không quá 9 chuyến khứ hồi một ngày một đường bay. Đáng chú ý, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất từ năm 2022 toàn bộ các đường bay trở lại khai thác bình thường. Cũng liên quan tới ngành hàng không, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đang được Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 50%, tức là từ 1.500 đồng một lít áp dụng hết năm 2022 để hỗ trợ ngành này. Trước đó, từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 là 2.100 đồng một lít đã giảm 30% so với quy định. Như vậy, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay sẽ quay trở lại mức 3.000 đồng một lít. Vì vậy, để phát huy hết mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp hàng không vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 trong giai đoạn tiếp theo, khi hoạt động kinh doanh trở về trạng thái bình thường mới,
Bộ Tài chính cho rằng cần thiết thực hiện chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong năm 2022. Sáng nay, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã thông tin về chương trình tuần lễ mua sắm trực tuyến và ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2021. Và đây sẽ là sự kiện lớn nhất trong năm nay về thương mại điện tử do Bộ Công Thương phối hợp cùng các cơ quan của Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, hiệp hội, các doanh nghiệp phát triển hạ tầng cùng đồng hành tổ chức. Tuần lễ thương mại điện tử sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12 với nhiều chuỗi hoạt động như sự kiện Cool Life Series 1, công thức vận hành vận đơn 5 sao, họp báo công bố chương trình gian hàng quốc gia Việt Nam trên sàn thương mại điện tử JD.com, lễ kích hoạt tháng khuyến mại quốc gia 2021, hội thảo về marketing online. Tại lễ phát động, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cũng đã chính thức công bố thời gian diễn ra chương trình 60 giờ mua sắm lớn nhất trong năm. Theo đó, chương trình sẽ diễn ra từ 0 giờ ngày thứ 6, ngày 3 tháng 12 năm 2021 đến hết 12 giờ ngày Chủ nhật, ngày 5 tháng 12 năm 2021. Ngày hội mua sắm năm nay thu hút được đông đảo các doanh nghiệp thương mại điện tử, các nhà bán hàng lớn, có uy tín, các doanh nghiệp sản xuất cùng các nhà phân phối hàng chính hãng để triển khai các chương trình giảm giá sâu độc quyền lên đến 100%. Chương trình Online Friday năm 2021 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, phòng chống dịch COVID-19. Doanh nghiệp cần có những cú hích mạnh mẽ tác động sâu sắc đến thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp sau thời gian gặp khó khăn ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trong khuôn khổ buổi lễ, chương trình công bố chương trình phát triển doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử Go Online cũng được công bố và bấm nút khai trương nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi mô hình kinh doanh từ truyền thống sang đa kênh vượt đại dịch. Ngành chăn nuôi nhận định là không lo thiếu nguồn cung thịt lợn cuối năm. Còn đêm nay diễn ra đại tiệc mua sắm giảm giá lớn chưa từng có. Và đây là những thông tin thị trường tiêu dùng đáng chú ý trong ngày hôm nay. Theo ngành chăn nuôi, nếu dịch COVID-19 cơ bản kiểm soát được, ngành sẽ chủ động cung cấp đủ cho nhu cầu trong nước, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Các tỉnh phía Nam dù bị ảnh hưởng nhiều tháng qua nhưng vẫn đảm bảo nguồn hàng thịt heo phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2022. Theo đó, ngành công thương nhiều tỉnh phía Nam đã phối hợp với đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp cân đối cung cầu cũng như bình ổn thị trường nhằm tránh xảy ra tình trạng khan hàng sốt giá. Sự kiện Hà Nội đêm không ngủ năm nay diễn ra từ 17 giờ ngày 26 tháng 11 đến 2 giờ ngày 27 tháng 11 với slogan Đại tiệc mua sắm càng khuya càng giảm, với 4 khung giờ có tỷ lệ khuyến mại tăng dần. Theo đó, từ 17 giờ đến 19 giờ, mức khuyến mại là 30%, 19 giờ đến 22 giờ là 50%, từ 22 đến 24 giờ là khuyến mại 60% và từ 0 giờ đến 2 giờ giảm tới 100%. Giá mít Thái loại 1 tại vườn đang có giá 13.000 đồng 1 kg, còn loại 2-3 xuống còn 3.000 đến 6.000 đồng 1 kg, giảm 50% so với tuần trước. Nguyên nhân khiến giá mít Thái giảm sâu là do nhu cầu từ thị trường xuất khẩu lớn nhất là Trung Quốc bị sụt giảm, trong khi thị trường tiêu thụ lớn trong nước là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì bị ảnh hưởng dịch COVID-19 nên việc vận chuyển gặp khó khăn. Cả nước có khoảng 60.000 ha mít, sản lượng ước đạt hơn 550.000 tấn. Chương trình xin được tiếp tục với một số thông tin trong lĩnh vực bất động sản. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Bộ Xây dựng phối hợp với Phòng Thương mại và Công Thương nghiệp Việt Nam VCCI đã tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng và lĩnh vực liên quan. Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp đề xuất để cải cách môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục để hỗ trợ tốt nhất cho ngành xây dựng cũng như là các doanh nghiệp bất động sản. Xây dựng bất động sản là lĩnh vực phải chịu nhiều sự điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật với 12 luật và rất nhiều nghị định thông tư hướng dẫn của các bộ ngành liên quan. Theo khảo sát của VCCI, 50% số doanh nghiệp tham gia cho biết gặp nhiều khó khăn với thủ tục liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng. 48% doanh nghiệp gặp khó vì các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng và đô thị. Vì vậy, việc triển khai các quy trình thủ tục cho các dự án và cho nhiều khâu trong quá trình xây dựng ngốn rất nhiều thời gian của doanh nghiệp. Được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan cải thiện chỉ số cấp phép xây dựng, người đứng đầu Bộ Xây dựng kỳ vọng những ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp, hiệp hội tại hội thảo sẽ là cơ sở để bộ và các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục đề xuất những giải pháp cải cách phù hợp, hiệu quả và khả thi hơn trong thời gian tới. Được định hướng thành trung tâm hành chính mới của thành phố Thủ Đức, Thạnh Mỹ Lợi là khu vực hạ tầng quy mô và bài bản với địa thế trải dài dọc theo sông Sài Gòn và quy hoạch hạ tầng ngày càng đồng bộ. Sau Thủ Thiêm được xây dựng thành trung tâm tài chính dịch vụ thương mại của thành phố Thủ Đức, thành phố phía Đông, giờ tới Thạnh Mỹ Lợi đang từng bước được phát triển trở thành trái tim của cả khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố Hồ Chí Minh. Hàng loạt dự án bất động sản đang đổ về khu vực này.
Sau khi rảo một vòng các dự án bất động sản tại thành phố Thủ Đức, chị Ngô Mỹ Linh đã quyết định chọn mua căn hộ một dự án tại khu vực Thành Mỹ Lợi, quận Hai Cũ. Dự án với ưu thế nằm gần sông Sài Gòn, môi trường thông thoáng, cộng với giao thông thuận tiện. Từ Thành Mỹ Lợi có thể di chuyển theo các trục giao thông đi về trung tâm quận 1 và nhiều quận khác. Trước mắt là về sức khỏe là mình thấy an tâm với môi trường đó. Thứ hai nữa, khi mà phát triển thì nhanh, đồng loạt và đều. Nó không có bị khập khiễng quá. Được định hướng thành trung tâm hành chính mới của thành phố Thủ Đức, Thành Mỹ Lợi là khu vực hạ tầng quy mô và bài bản. Khu vực này còn tập trung nhiều tiện ích như công viên ven sông, bệnh viện, trường quốc tế các cấp, đảm bảo cho môi trường sống an ninh và trật tự an toàn đô thị. Mặc dù là nhìn về dài hạn thì sẽ phải cần 5 đến 10 năm nữa để khu vực này nó thành hình. Tuy nhiên cái kế hoạch thì nó đã có ở đó và cái sự quy hoạch nó cho các cái khu vực tiện nghi, tiện ích rồi khu vực hành chính nó đã có ở đó. Vì vậy cho nên là có thể nói là sau khu vực Thủ Thiêm thì khu vực Thành Mỹ Lợi là một cái khu vực mà rất là tiềm năng mà hiện nay các nhà đầu tư họ cũng đang nhắm đến. Thành phố Thủ Đức, khu đô thị sáng tạo phía Đông đang khan hiếm nguồn cung căn hộ, với mức giá nhà đất tăng trung bình từ 30 đến 50% so với thời điểm chào bán. Sau Thủ Thiêm, giờ tới khu vực Thành Mỹ Lợi là điểm thu hút nhất. Hàng loạt dự án bất động sản quy mô lớn đang đổ về đây. Trở thành trung tâm hành chính mới của thành phố phía Đông, khu vực này đang được quy hoạch phát triển một cách quy mô và đồng bộ để phục vụ nhu cầu người dân, chuyên gia và cả giới đầu tư. Thành phố Thủ Đức khi mà lên thành phố thì được tập hợp được rất nhiều nguồn vốn, nguồn lực đầu tư của cả nhà nước, của cả các doanh nghiệp đổ xô về khu đông để đầu tư về cơ sở hạ tầng, để đầu tư về các dự án. Các căn hộ ở khu vực khu đông gần như là khan hiếm về mặt nguồn cung. Bất cứ một dự án nào khi mà căn hộ ra thì đều gọi là cháy hàng. Cái lượng giao dịch thì cái lượng nguồn cung đang không đáp ứng được cái nhu cầu thực tế của các nhà đầu tư trên thị trường. Từ sự phát triển dịch chuyển dần về phía đông, trong tương lai, Thành Mỹ Lợi hứa hẹn đóng vai trò tương tự như quận 1 ở thành phố Hồ Chí Minh. Lực hút bất động sản ở khu vực này sẽ còn tiếp tục tăng mạnh khi vài năm tới tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, tuyến đường ven sông Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm 2 sẽ lần lượt đi vào hoạt động. Truyền thông Nhật Bản liên tục phản ánh đậm nét về chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, trong đó tập trung vào cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Việt Nam và người đồng cấp nước chủ nhà. Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi duy trì chủ nghĩa đa phương là lựa chọn đúng đắn để duy trì hòa bình và ổn định thế giới. Vì thế, các quốc gia châu Á và châu Âu cần giữ vững tinh thần tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng thắng lợi. Chuyển sang các thông tin quốc tế. Thưa quý vị, những ngày qua, truyền thông Nhật Bản liên tục phản ánh đậm nét về chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, trong đó tập trung vào cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và người đồng cấp nước chủ nhà Kishida Fumio, cũng như là cuộc gặp giữa các quan chức cấp cao hai nước trong khuôn khổ chuyến thăm này. Đài truyền hình NHK ngày 24 tháng 11 đưa tin, tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính ở Tokyo, Thủ tướng Kishida Fumio đã bày tỏ hy vọng phát triển hơn nữa quan hệ song phương với Việt Nam. Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chúc mừng ông Kishida Fumio đắc cử chức Thủ tướng, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng điều này sẽ mang lại tương lai tươi sáng cho tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Một ngày sau đó, trong bản tin có tiêu đề "Các Thủ tướng Nhật Bản và Việt Nam tái khẳng định quan hệ", NHK cho biết Thủ tướng Kishida Fumio và người đồng cấp Việt Nam đã nhất trí hợp tác với nhau để duy trì trật tự quốc tế dựa trên tự do và thượng tôn pháp luật. Hai bên nhất trí duy trì các quy định về tự do hóa mức độ cao của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Trong khi đó, theo hãng tin Kyodo, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh giữa hai nước, đồng thời chia sẻ các quan ngại nghiêm trọng về các hành động có thể gây mất ổn định tại các vùng biển trong khu vực. Hai bên cũng khẳng định sẽ tăng cường chuỗi cung ứng giữa hai nước, đồng thời hợp tác cải thiện điều kiện cho các thực tập sinh và du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản. Còn theo tờ Nikkei Asia, hai thủ tướng đã thảo luận về thúc đẩy du lịch, đồng thời hy vọng sẽ nâng số lượng du khách giữa hai nước lên mức trước đại dịch là 1,5 triệu lượt một năm. Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Park Mơ Lanh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Thụy Sĩ từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 11. Diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và 30 năm hợp tác phát triển, chuyến thăm Thụy Sĩ lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có ý nghĩa đặc biệt trong việc nâng tầm quan hệ hai nước,
đặc biệt là mở ra tiềm năng và cơ hội hợp tác kinh tế Việt Nam-Thụy Sĩ. Bất chấp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới hoạt động kinh tế nói chung, những buổi tọa đàm giới thiệu cơ hội kinh doanh, đầu tư, thương mại, kết nối doanh nghiệp Thụy Sĩ với Việt Nam vẫn thường xuyên được Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva tổ chức. Có một cái mảng mà dường như doanh nghiệp Thụy Sĩ vốn rất là mạnh, vốn rất nổi tiếng, đó là mảng tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, thì dường như chưa có xuất hiện ở Việt Nam. Thành ra là chúng ta mong đợi là mình có những cái thay đổi về các cái quy định, rồi các cái cơ chế này khác nó thuận lợi hơn. Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ Việt Nam-Thụy Sĩ đã có những bước tiến đáng kể trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm chính trị ngoại giao, thương mại và đầu tư, hợp tác phát triển, văn hóa, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân. Đặc biệt, trên lĩnh vực kinh tế, quan hệ hợp tác kinh tế song phương đã có bước phát triển mạnh mẽ với kim ngạch thương mại hàng năm đạt 2 tỷ đô la Mỹ. Thụy Sĩ hiện là nhà đầu tư châu Âu lớn thứ 6 tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đến tháng 7 năm 2020 là 1,92 tỷ đô la Mỹ. Hợp tác kinh tế thương mại cũng là một trong những điểm nhấn trong chuyến thăm chính thức Thụy Sĩ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lần này. Một kỳ vọng quan trọng từ phía Thụy Sĩ là chuyến thăm này sẽ đẩy nhanh việc ký kết Hiệp định Tự do Thương mại giữa Việt Nam và Khối Thương mại Tự do châu Âu, trong đó Thụy Sĩ là một thành viên. Chúng tôi đang vô cùng trông đợi chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cùng với đó là các cuộc hội đàm, gặp gỡ kinh doanh nhằm đẩy mạnh tiềm năng hợp tác, gia tăng đầu tư trực tiếp của Thụy Sĩ vào Việt Nam. Trong bối cảnh phục hồi kinh tế hậu đại dịch, hợp tác tới đây giữa hai bên sẽ vẫn chú trọng triển khai trên các lĩnh vực quan trọng. Trong chuyến thăm lần này, sẽ có một hội nghị thượng đỉnh kinh doanh, thảo luận cách thức cải thiện hơn nữa các điều kiện khung để tăng cường hợp tác kinh tế, đặc biệt là khi Hiệp định Thương mại Tự do sớm được ký kết. Các lĩnh vực quan trọng khác gồm giáo dục, khoa học, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo cũng được bàn thảo. Sức mạnh tổng hợp giữa nền kinh tế năng động và quy mô lớn của Việt Nam và thế mạnh của Thụy Sĩ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới có thể thúc đẩy cấp độ hợp tác cùng có lợi tiếp theo vì lợi ích phát triển bền vững và thuận lợi cho cả hai nước.